Ok, mọi người thì hôm nay mình đã làm nhiệm vụ của nghị tuyết và cha cha nè. Ok thì mọi người đã nhận được cái hộp thứ nhất, ít hộp thứ hai, hộp hộp cuối cùng chưa? Thì mình mới nhận được hộp hộp thứ nhất à. Hộp thứ nhất bắt được ở cái bộ áo, còn hộp thứ hai là được cái giày thầy với lại cái gì á mà không nhớ. Rồi cuối cùng là một cái gì á, quả cầu gì á mà không nhớ tên nữa. Mình biết cái đó mà không nhớ tên tên nữa. Ui à, cái thiền cũng được nâng cấp luôn nè, mọi người thấy không? Wow, trang trí đẹp quá à. À sao nói nhiều vậy? Được nhưng mà chú ống ống lộ quá lộ ta nha. Ủa xe mày thăng đâu ra vậy? Mình nhớ là xe màu đỏ lại màu xanh mình nhớ là xe màu đỏ vậy, xe màu đen á, mà sao xe màu xanh hay vậy? Ủa cập nhật mới hay gì vậy? À mà mình hồi bữa mình vô game chơi mình thấy bạn anh đó có ơi kinh khí cầu cầu màu màu hồng á, thường là nó màu xanh anh kinh khí cầu ồ bạn hả, đúng rồi. Mỗi lần là mình làm cái gì sao mà mua không à, không biết cái này nướng ra được gì nữa, thôi ở mua kia. Ủa hai lần gọi như người quý gửi ông bói gửi cho ông nâng cấp tiếp á. Nếu ở trong ngâm biên mà mình chỉ nhớ là ông cầm nâng cấp tiếp á, quên hoài. Thấy chưa, mình nói không có sai luôn. Và giờ này mình hơi hay bị khó mũi đó, là cái giọng hơi ngọng một tí, không mấy bạn không kiểm nha, chứ thường là giọng nào ngọng trơn á, tại vì cái âm mà. Ui chúng mình sẽ cho mọi người tham quan nhà của mình nha, thì nhà của mình đã chuyển rồi, không phải nhà học sữa nữa mà nhà máy cam á. Ui da té luôn rồi, ok kiến sĩ gì á, không muốn bị ăn chảy vậy, nhận làm gì? À chắc là nhận cho vui thôi, nhận cho người kiếp vui, nhưng mà không biết ý là có bị can chảy không à. Mình đã gặp một trường hợp á, là lúc ốm mà que cá ăn mà người nấu làm cho ở người quý á, thế như mình không cầm thì nó sẽ hẻ hẻ
sẽ không có hoàn thành nhiệm vụ được. Còn nếu như mà bạn thả ra thì nó hoàn thành nhiệm vụ sao? Mà không biết rồi. Đợi mình chứ. Ok quá à, mình đã nhận được cái bàn trang điểm rồi quý. Ủa, bàn trang điểm rồi quý. Bàn trang điểm rồi quý mà mình có tưởng là cái đội vi sóng. Trời đất ơi. Bây giờ dạy mua con quý này rồi. Nè, người quý cụ đồ, ồ áo nè, gì đó, đúng rồi. Và cái sự kiện cây ước nguyện đảo Kaya. Rồi mình chỉ còn mở hộp cấp 2 của hàng người quý nữa thôi. Là mình nhận được cái ước nguyện đảo Kaya rồi. Và xuống hai người quý để mà mình mua mấy cái này đấy. Thế mà nhận được cái này với cái này. À mọi người nhớ nhận coi cái cuốn nha. Tại vì nó sẽ có quả cầu người quý đó. Hơi bị đẹp luôn. Với lại cái mũ là cực kỳ hợp với lại cái bộ đồ này luôn nha. Nhưng mà mình vẫn thấy thích cái mũ trong đây hơn à. Nè, cái mũ nó cũng che làm sao á. Thế như mấy bạn mà không hít quả cầu. Thế như mọi người thì không hít quả cầu thì mọi người có thể vô trong đây coi quảng cáo. Rồi phải cần phải đi mua, phải đi làm nhiệm vụ để mà nhận cái cuối cùng để chỉ kiếm được cái mũ thôi. Thôi hồi đầu tí thôi bỏ qua mở hộp à. Trời ơi nghe mua ô đùi gà cho cô để cho cô béo hay gì này. Cô đã ăn mặn đồ người quý có béo không rồi đó. Vừa lòng được chưa? Đây cái mũ ở trên dùng hộp với coi. Cái mũ ghê, cái mũ nào cũng được mà. Mà mình nhớ là mũ già Noel gì đó đúng không? Em nhớ nè. Cái mũ quý không? Ủa, quý ông mà. Hả? Có phải là bà là quý bà đâu. Mà mặc váy gì vậy quý bà? Trời ơi, thôi mở hai hộp rồi cũng biết xui rồi. À, mới nhận được vé coupon. Mở hộp xem. Wow, thôi cả hai. Dục không? Thôi, trang trí luôn cũng được. Thôi, chán ghê á. Và nhẹ thôi. Ghép nhẹ. Ok thì mình đặt biết xíu. Này rồi cái này nữa. Vừa xào ong và cùi cao bỏ đuối. Chúc đỡ cần. Ôi da. Ok, 70. Hàng hoa hướng dương mọi người nhớ nó để dành nha. Còn mình nhiều quá nên là mà không có nên là mình trồng. Tại vì hoa hướng dương là phải có mấy kim cương á. Mà cũng không nhớ nữa. Mà như một kim cương hay sao á. Một kim cương. Có một kim cương trả lại một kim cương. Trời ơi. Đó
mở cửa ra, bất ngờ chú bà già, hí hô bà già. Và mọi người biết cái hẻm này mà mua ở đâu không? Trong người đoán á. Thì cái này không phải là mua đâu, mà cái này mọi người biết là mình làm như thế nào không? Đây nè, ui dạ. Đây. À, một, hai, ui dạ. Nè, một, hai, ba. Đó, đó chính là hai miếng dưa hấu gộp lại á. Nè, cái đầu tiên thì gộp lại. Nó như vậy thì nó bị rồi, cái này rồi, mình phải xuống. Nhưng mà hai quả, hai hạt dưa hấu này mình sẽ bị thì hơi giật giật tí. Ok, thì mình sẽ làm nhiệm vụ tiếp thôi. Thì mình quên đặt cái ui dạ, ấn lộn. Mình quên đặt lộn nữa. Là mình quên thôi đặt ghế rồi. Thằng ướt gì ra bốn ghế. Thằng là à, một hộ bốn ghế. Thằng để dựa. Gọi cái bàn này còn dư nè, dục. Dục quên. Thay chế. Bàn cầu vòng với lại cái bồn tắm thú cưng mở được trong hộp thường. Cái gì vậy? Mẹ đã bị rác rồi mà cái bông rác còn bị giật nữa. Trời ơi trời. Ok, một hộp vịt. Bao nhiêu kim cương là bao nhiêu tiền? 50. À, thì đây là cái ở trực. Em khoan cái cờ. Nếu mình quay lại cái. Ủa mặt này cũng giống như nhau mà. Mà cưỡng là à, mặt kim là mặt trước của nó. Trời. Và đây. Đây là à, không có nhận được. Đây dưới đây. Ok, để vô đây vô. À, nè mình có à, ở diễm luôn. Ờ à, không, để ghế đây. Chứ làm gì không? Để ở cho cây đợi ở kia tắm là đi kỳ yếu xong rồi cây lên lên cây ngồi. Ok. Chạy vô. Em có ở đường ắt mới rồi. Chị được. Không được. Không được. Không được. Quê. Rồi không biết đặt vàng trái điểm ở đâu nữa nè. Đặt trên góc đi. Còn có ghế nữa trời ơi. Không có ghế rồi. Ờ, lấy ghế nào giờ? Để anh vô. Ồ, đây rồi. Ờ, kiếm ghế. Ok, thì mình đã xác nhận mua cái ghế này. Ok. Đặt ở đây thôi. Và mình sẽ làm thêm một cái nhiệm vụ. Vụ ồ nữa thì mình sẽ có hết video. À, nói cho mọi người nha. Cái game nó ác luôn á. Cái game nó á, lấy cái ha, cắt cái phần trước của ngày quý rồi còn gắn cái gương vô lại cho làm cái gương này. Trời ơi khổ hơn hơn nó ờ người quý
quên hoài, anh không bao giờ quên. Ừ vậy đó, nghe cay nói vậy. Trời ơi, thì ông đường chị đi ấn vô đi coi bà gì không. Bà già già của cay anh nói bà gì không, bà gì hả gì thì quán kéo không, ai muốn mua em gái mua thì em mua, như em gái mua à, phải rước em gái mua về em giao à, mua ở cái này này nè mà cứ có ở cái này mà dục rồi chứ sao không, thầy cứ có ô dưa hấu nè, ô dưa hấu rồi đây, ô dưa hấu y à, đang thích bằng đồ dưa hấu. Hôm nay chơi trai chỉ có mỗi mình cái hay cái nhiệm vụ là nướng cá cho người quý thôi mà. Hình như còn mua cái bánh hot dog nữa. Và mình thấy cái ấy cần câu này cái câu là được nhiều kiểu cá mà chơi cha cần thằng để nướng hơn á. Mà mọi người có hay ý à, lúc vừa đầu thì là cực kỳ là nhiều nhiệm vụ mà có làm nhiệm vụ 2-3 ngày thì trời ơi nhiệm vụ ai bay yêu mà lo nói ấy là nói chuyện mà không lo ở câu cá luôn, mà ở đây còn bướm nhỏ mà không biết có bướm 4-5 không. Ủa mà chưa đợi có 4-5 nha, trời ơi rỡ hồng ơi, hay mong cái đó không phải là cá mình đang cần nha. Ừ không câu bóng khác trông giống một chiếc bánh sinh nhật thân mến vậy. Bánh đâu vậy? Làm gì có. Chị ơi, tôi có muốn làm bánh donut. Oppa bé xem style. Ôi chê, ôi chê. Wow, anh này may mắn thế nhờ. À, lâu lắm rồi, không câu còn câu ma không. À, mà trong ông cửa hàng thì Kim đang có bán một chiếc xe hay đồ chơi á, mọi người nhớ mua nha. Trời cá cờ chút móng nãy ấy là mới chứng là cái bóng mà mình đang cần. Hai câu một bóng nữa rồi kết thúc video nè. À mà tại sao mình chưa ra cặp hai của cái quyển sách đó thì mình quên, tại vì mình ngỏng quá quay vô ngày mai ai quay nữa, cứ mỗi ngày một video thôi là được rồi. Thằng mới hứa là một bóng thôi, thôi mà thấy bóng này thôi gán câu luôn. Mà ông già Nen ơi, cái thằng câu mua ở đâu vậy chứ, ở cần ân địa chỉ ấy, thằng câu mua ở đâu vậy, trời ơi thôi bye bye nha cái ngọt hoài à.